Dạ, vợ chồng em xin mến chào quý cô chú anh chị. Chào cả nhà. Hôm nay hai đứa em xin mời quý cô chú anh chị dùng cơm tấm nha. Đây là quán cơm tấm Phượng có địa chỉ ngay tại ấp An Thuận, xã Hòa Bình, chợ mới An Giang. Phía sau lưng của em Giao là ngã tư cô chú anh chị, ngã tư từ bến Phạm Hòa đi lên. Thì mình sẽ rẽ trái, mình đi theo hướng thị trấn chợ mới là sẽ thấy quán cơm tấm Phượng nằm ngay tại đây ha cô chú anh chị. Bây giờ mời cô chú anh chị cùng đi vào xem món cơm tấm Phượng ở đây ngon như thế nào nha. Khách này cô chú, ngày nào cũng như ngày nấy, khách ghé vào đây ăn liên tục, rất là đông. Ở đây mình vừa nướng xong một đợt thịt đó. Đúng rồi, cô đã bán dập sáng rồi đó anh Thành. Hôm nay dập trưa đó cô ha. Bán dập rồi đó. Dạ. Là quán mình là mở là từ mấy giờ cô? 4 giờ tới 6 giờ tối. Là bán nguyên ngày luôn. À. 4 giờ sáng là đã mở rồi Thành, là mở là tới 8 giờ tối luôn. Cô là quán mình là chuyên về là bán cơm không có luôn cô ha. Cơm không. Dạ. Cơm không. Tấm sườn vịt chả, cái miếng thịt nhìn rất là ngon luôn á anh. Nhìn nó còn mọng nước ấy. Đúng rồi. Đúng không, dạ. Ủa, làm trước hả? Mình nhìn là thấy dạ. Nó thấm luôn á. Chú đi đem cơm kìa. À chú hả? Dạ chú. Cũng hồi là chú cũng là nhiệm vụ là nướng đây, chú nướng nó một chặt rồi. Sáng mình nướng xong rồi mình mới đi đem cơm hả chú ha? À, nướng mới rồi đó, thịt đó. Dạ. Nó bóp bóp thịt cho mình đánh nữa. Dạ. Nó vô vậy. À, đây là tiêu chí là phải là thịt lúc nào nó cũng còn mọng nước, nó không bị khô quá anh. Đó, cho nên là khi mà sắp hết thịt là chú mới nướng tiếp. Ở đây là phần chả của mình là mình cũng tự làm nhà luôn cô ha? Làm nhà đó cưng. Dạ. À, muốn miếng chả. Nó dày á anh. Thường phần cơm của mình là bao nhiêu cô? 25 truyền trọng 30 cơ. Dạ. Sườn nướng là 25, truyền trọng là 30. Giá là rất là bình dân luôn đó mọi người. Còn đây là cái hao thịt mà cô đang ướp nè. Một hồi sẽ nướng. Cô cái này con nghĩ là mình làm là chắc mình để cũng lâu nó mới thấm cô ha. Bây giờ là mình ướp bắt đầu để cũng lạnh với chát mình nướng. À, nó mới thấm được. Dạ. Em nhìn những cái phần thịt cô rất là thấm luôn anh Thành. Mà nướng lên cái màu đẹp nữa. À. Con nhìn ở bên phía mà ướp thịt đó đâu có thấy màu đâu. Mà cô nướng lên cái màu đẹp, rất là đẹp. Quán mình kinh doanh là cũng lâu rồi cô ha? Lâu lắm rồi cưng. Dạ. Tầm 20 năm thôi cô. Mười mấy năm được. Mười mấy năm ha. Mười mấy năm. Dạ. Hồi xưa là cô bán ở bên Long Xuyên mình phải không? Bán ở Long Xuyên. Rồi sao này cô về đây? Món cơm tấm Phượng bán ở bên đây bờ Long Xuyên thưa cô chú anh chị, nhưng mà cái mùi thơm á là cái tiếng là nức tiếng qua tới bên kia luôn rồi. Sáng là có rồi, bán dài tới chiều luôn, hết đồ luôn. Bán là tới 8 giờ tối luôn anh Thanh ha. Cô mình có hai phiên không cô? Hay cô đứng bán xuống luôn cô? À, tối nhỏ gái bán cho. À. Dạ. Sáng thì về cô bán. Dạ. Khách vào liên tục, mình chặt thịt mà mỗi tay luôn á. Những cái phần thịt quá ha, nhìn ngon lắm luôn á. Đây hiện tại người ta mua về nhiều. Thì giờ trưa nè. Phần 20 mình cũng bán luôn cô ha. Bán luôn trên ít lại nha. Để thịt nó đi vào. Cho miếng trứng.
keo tỏi rồi cô. Hết tỏi hả? Hết rồi. Bình thường là cô có cái keo tỏi rất là ngon luôn. Ngâm ăn ngon cực kỳ. Dạ. Vậy là tỏi chắc còn có sáng luôn ha. Có nguyên ngày mà ngặt cái nhầm bữa hết sớm vậy đó. Người ta còn ăn lắm. Dạ, ngon lắm cô, cô ăn mà mê mẩn cái tỏi ngâm luôn. Hiện tại tiếc cái không có để minh họa cho cô chú chị xem được. Cái không gian quán thì rộng rãi luôn cả nhà. Người có thể vô cái bàn nhiều lắm. À, khách có thể vào đây ngồi một lần 20 người có khi hơn đó cô chú. Ghế rất là nhiều. Hồi bữa mấy con ghé con nghỉ. Chắc mỗi cái con dâu quá. Chắc là bữa cô ra bữa thứ hai là thứ hai tình trước nghỉ bữa. Dạ. Cô giờ mình cô làm cho con hai dĩa cơm nha cô. Chi gấp la chồng ơi. Chi lòng đào á. Dạ. Dạ. Rồi, cho gấp la lòng đào. Dạ là ít khách là cô đi bới nè, chứ bình thường là có khâu bới riêng luôn. Dạ. Sườn là căng mọng luôn. Phải ngon mới được chứ. Cái phần này nếu mà mình bán ở ngoài là bao nhiêu cơ? Là vừa có sườn vừa có thịt cộng nữa. Vậy này chắc là 50 à. Dạ, 50. Wow. Cái này là cái cục sườn cộng đó cả nhà. Cũng bình thường này cộng không thì 30. Dạ. Còn hấp dẫn quá. Này hết tỏi chút quá. Nhắc hai đứa hoài. Dạ. Con rảnh là con ghé cô liền nghe. Ủa chạy ngang mà chắc là không có duyên. Nhiều khi nhìn bánh cái xe mà không nhớ. Dạ. Ồ, cái đĩa quá to. Dĩa 50 ngàn. Còn thiếu anh Thanh, thiếu cái chiên ốc la em dẫn đó. Thanh chiên kìa anh đang. Dạ. Tới liền. Ôi như ở đây cô nấu tới 3 cái nồi súp lần hay vậy? Hai nồi trên. Dạ. Một cái bên đây nữa. Cơm kìa anh Thanh, nóng hổi luôn. Cái cơm co đùng luôn á. Ăn với cơm là no tới chiều luôn cô chú. Một dĩa như thế này là 50 ngàn cô chú. Cô nói có thể là 50 ngàn. Tại vì cô bán cho em thì cô bán rẻ. Cô thương hai đứa lắm, cho hai đứa ăn đó cô chú. Em một cái dĩa rất là nhiều á. Bên đây là có sườn miếng nè. Cô nói bán sườn miếng như vậy là 25, còn sườn cộng là 30. Còn có trứng nữa. Cô còn cho em thêm hai cái trứng ốp la nữa nè. Cái này là chiên lòng đào luôn nè chú. Đó. Rất là hấp dẫn. Có cả hai chén súp nữa. Bình thường còn có tỏi ngâm nữa chú. Tỏi ngâm cũng gừng nữa. Ngon lắm. Chèn vào. Còn mắm mắc kẹo nè chú thấy không? Nhúng từ xuống. Thêm miếng nữa đi. Đó. Cơm với vợ chồng của em nha. Thử xem miếng thịt nó mềm hay không.
mềm dễ ăn nè cô chú. Wow. Thì hỏi sao cái sườn cộng nó lại mắc hơn 5.000 ha. Rất là ngon, cái thịt rất là ngon cô chú. Đây nè, nó vừa có thịt vừa có mỡ. Cảm giác mình cắn vào nó sẽ xịt nước ra, rất là ngon. Wow. Mời cô chú nha. Giới thiệu sơ qua về dĩa cơm tấm Phượng. Thì bây giờ em xin phép em đặt cái góc máy lại để cho em giao cuộc vào tin tức nha. Để dĩa cơm của em cũng ngon nha cô chú anh chị. Mời cả nhà nha. Mời cô chú anh chị cho nước nha. Hãy đi ăn nha. Ôi, dĩa nó quá to mọi người. Còn ngày mà cô mà bán 50 thì cũng rẻ lắm anh Thanh. Nhiều lắm. Rồi bình thường ăn không hết dĩa này đâu cô chú. Nhiều lắm nhiều. Ừ. Cái phần thịt ở đây cô ướp là ngon lắm luôn. Nó thấm luôn mọi người. Cô đang nướng phía ngoài kìa. Đây là thịt cứ nướng liên tục nha. Dạ. Dạ. Là chiều chị bán hả con? Dạ. Đây là cô dùng cung tắm luôn mọi người. Tắm rất là nhỏ. Đây có ướp thịt ra cái màu rất là tự nhiên luôn. Nhưng mà khi nướng lên thì màu cực kỳ đẹp. Ăn ngon cực kỳ luôn đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngon quá. Mời hai cặp cá biển. Dạ. Một cái dĩa ổi nữa. Hai cặp cá biển. Wow. Nói dài là ngay giờ để em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến giờ phút này. Hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho hai đen của quý vị. Xin phép được bye bye cô chú anh chị nha. Cảm ơn cả nhà nha.